Hội đồng Nhân dân huyện Bình Lục, Hà Nam. Xin được trân trọng kính mời ông Lê Đình Tuấn, Phó Bí thư huyện ủy Nông Cống, Thanh Hóa. Trân trọng kính mời ông Hồ Bảo Long, đại diện hãng IKEA Thụy Điển. Xin được trân trọng kính mời bà Nguyễn Thị Phương, người sáng lập Ngọc Sơn Hafuco. Xin được trân trọng kính mời ông Nguyễn Quang Thủy, Chủ tịch Tổng Giám đốc Ngọc Sơn Hafuco. Xin được trân trọng kính mời ông Đặng Đình Việt, Phó Tổng Giám đốc Ngọc Sơn Hafuco. Trân trọng kính mời ông Trần Văn Sơn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Bình Lục, Hà Nam. Và cuối cùng, xin được trân trọng kính mời lên sân khấu ông Nguyễn Quang Lâm, thành viên Hội đồng Quản trị Tổng Công ty. Chúng tôi xin được trân trọng kính mời ông Đinh Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Chương Mỹ, Hà Nội. Vâng, và kính thưa quý vị, ngay sau đây thì chúng ta xin được trân trọng kính mời quý vị. Chúng ta sẽ đếm ngược từ 3 về 1 để cho các quý vị đại biểu có thể thực hiện nghi thức long trọng này. Trước khi mà chúng ta đến với phần chứng kiến, Thùy Dương cũng xin được mời các quý vị đại biểu cùng các quý vị khách quý, chúng ta sẽ cùng đứng lên để cùng chứng kiến cho nghi thức cắt băng khánh thành nhà máy Hà Nam của Tổng Công ty Ngọc Sơn Hafuco. Vâng ạ, và bây giờ đây, Việt Tú và Thùy Dương sẽ mời tất cả quý vị, chúng ta sẽ cùng hướng sự chú ý của mình về sân khấu sự kiện trọng đại này. Và xin được mời các vị khách quý có mặt trên sân khấu, chúng ta sẽ chuẩn bị cho nghi thức này ạ. Vâng. Và bây giờ chúng ta hãy cùng đếm ngược ạ. 3, 2, 1, bắt đầu! Vâng, và kính thưa quý vị, một năm mới bắt đầu bằng mùa xuân, và mùa xuân bắt đầu cho những điều mới, ươm mầm cho những thành công, những điều tốt đẹp. Và ngày hôm nay, nhà máy Hà Nam ra đời minh chứng cho những điều này. Chúng ta hãy cùng dành thêm những tràng vỗ tay nồng nhiệt thật lớn để cùng chúc mừng cho sự kiện trọng đại của công ty, và chúc cho nhà máy cũng như công ty sẽ luôn phát triển không ngừng, tài lộc tràn đầy trong năm mới 2015. Lúc này đây, hình ảnh những chú lân đang cùng vui mừng với những vũ điệu của mình để chúc mừng cho lễ khánh thành của nhà máy Hà Nam của Ngọc Sơn Hafuco. Và chắc chắn rồi, chúng tôi cũng muốn mời các vị khách quý hãy nán lại sân khấu một chút để chúng ta sẽ cùng đánh xong nghi thức cắt băng khánh thành này ạ. Kể từ ngày hôm nay của Tổng Công ty Ngọc Sơn Hafuco, và hai nhà máy trước đó là nhà máy ở Hà Nội và nhà máy ở Thanh Hóa. Vâng, kính thưa quý vị, chúng ta vừa được thưởng thức một màn trình diễn rất độc đáo của những nghệ sĩ tới từ đoàn Lân Sơn Đồng Hùng Anh Đường với những câu đối, với những lời chúc thật tuyệt vời cho sự kiện ngày hôm nay. Xin được cảm ơn các nghệ sĩ. Và cũng xin được cảm ơn các vị đại biểu, các vị khách quý cũng đã lên sân khấu để cùng tham gia vào nghi thức cắt băng khánh thành nhà máy Hà Nam ngày hôm nay. Xin được trân trọng cảm ơn quý vị.